Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Playzone TV. Nếu như số tuần trước chúng ta không có quá nhiều tin tức công nghệ nổi bật thì tuần này làng công nghệ đã nóng trở lại với tin tức cực kỳ mới mẻ. Ngay bây giờ hãy cùng đi khám phá trong đọc báo cùng Playzone TV số thứ 73. Intel mới đây công bố thông tin họ sẽ ra mắt những bộ vi xử lý tích hợp nhân xử lý đồ họa AMD, hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm chơi cái tựa game siêu phẩm AAA trên các dòng máy tính xách tay mỏng và nhẹ. Đây có lẽ tin tức nóng nhất tuần khi mà hai ông lớn này từ trước đến nay luôn là đối thủ không đội trời chung trên thị trường phần cứng. Các nhà quản lý của Intel và AMD cho biết rằng chip AMD và Intel kết hợp sẽ là sự tiến hóa của các chip lõi kép H-Series 8 của Intel, dự kiến lên kế hoạch xuất xưởng khoảng đầu quý 1 năm 2018. Mặc dù sự kết hợp của hai hãng lớn nhất thế giới, nhưng đây lại là dự án của Intel và chính Intel đây đề nghị sự hợp tác của AMD. Về phần AMD thì họ cho biết rằng những nhân xử lý đồ họa Radeon sẽ được thiết kế những các đơn hàng bán lẻ họ cung cấp cho Microsoft và Sony để tạo nên Xbox One và PlayStation 4. Với sự kết hợp này thì rất có thể những chiếc laptop hiệu năng cao với độ dày khoảng tầm 26mm hiện nay có thể sẽ được giảm xuống chỉ còn 16mm, thậm chí có thể mỏng hơn. Trong khi đó thì một biểu tượng cho laptop mỏng là MacBook Air có độ dày chỉ có 17mm. Hiện tại thì Intel vẫn chưa tiết lộ nhiều về hiệu năng thực sự của bộ vi xử lý này cũng như là giá tiền. Và một báo cáo đến từ PC World cho biết rằng những chiếc laptop trang bị bộ vi xử lý mới của Intel và AMD sẽ có giá trong khoảng từ 1.200 cho đến 1.400 đô la Mỹ. Một thông tin khác nữa cũng đến từ phía Intel, đó chính là họ đang có ý định phát triển GPU rời để có thể đối đầu với cả NVIDIA. Sau khi tuyên bố rằng đã tuyển dụng được ông Zaira Kauri, cựu trưởng bộ phận Radeon Tech tại AMD để đảm nhiệm vị trí kiến trúc sư trưởng GPU và phó chủ tịch cấp cao. Ông này sẽ có nhiệm vụ mới vô cùng quan trọng, đó chính là giúp Intel phát triển GPU rời cao cấp để đối đầu với cả NVIDIA. Với động thái này thì Intel đang hướng tới một mục tiêu đầy tham vọng mang tên GPU. Hiện tại các bộ vi xử lý của Intel vẫn được tích hợp các chip đồ họa nhưng lại sử dụng RAM hệ thống máy tính. Và những GPU này thì thường tương đối yếu và chỉ xử lý những tác vụ nhẹ nhàng. Thực tế thì đây không phải lần đầu tiên của Intel thử lĩnh vực này, mà họ đã có hai lần thử phát triển dự án tương tự nhưng đều thất bại. Một là i740 vào những năm 90 và sau đó dự án Larrabee bị khai tử khoảng cuối những năm 2000. Rất mong lần thử này của Intel với sự giúp đỡ của một thiên tài đã từng làm việc cho AMD sẽ thành công để chúng ta có thêm một sự lựa chọn nữa khi chọn mua VGA. Tại BlizzCon 2017, Razer chính thức giới thiệu 3 sản phẩm gaming gear lấy cảm hứng chủ đề từ nhân vật D.Va ở trong tựa game Overwatch. Đây là bộ 3 sản phẩm với thiết kế cực kỳ bắt mắt và hấp dẫn dành cho nữ game thủ. Đầu tiên là chiếc tai nghe D.Va Razer Lite được sơn màu hồng đặc trưng của D.Va và chiếc tai nghe thiết kế y chang trong game với tai thỏ siêu bắt mắt. Ngay lên kệ và giá bán của nó vẫn chưa tiết lộ, vì vậy thì chưa rõ phụ kiện gaming này có hiệu năng như thế nào hay chỉ để cho đẹp mà thôi. Hai sản phẩm còn lại là Razer Abyssus Elite và bàn gi Goliathus. Cả hai đều được tô điểm bởi sắc hồng và xanh biển cùng với logo thỏ xinh quen thuộc của D.Va. Con chuột có giá 60 đô tương đương với khoảng 1,3 triệu đồng và sử dụng sensor quang học với mức DPI đạt là 7200, có hình dáng phù hợp cho cả người dùng thuận tay trái lẫn tay phải. Còn sản phẩm bán gì sẽ đến tay người tiêu dùng với giá chỉ có 20 đô. Với bộ sản phẩm này thì có thể nói nó sẽ là dòng sản phẩm chủ đề game đẹp nhất của Razer từ trước cho đến nay. Trong một diễn biến khác, Razer vừa mới có màn lên sàn đầu tiên khá thành công. Theo báo cáo của một trang tin tài chính lớn thì sự kiện IPO lần đầu tiên của Razer vừa diễn ra tại Hồng Kông đã giúp cho công ty thu về 528 triệu USD. Razer có trụ sở chính tại Singapore và San Francisco, tuy nhiên đã quyết định IPO tại thị trường chứng khoán Hồng Kông. Trong báo cáo mới đây nhất của mình, nhà đồng sáng lập và CEO của Razer là ông Min Liang Tan đã cho biết công ty đã bán được số sản phẩm trị giá hơn 1 tỷ đô la Mỹ trong vòng 3 năm tới đây và số lượng người dùng đã lên tới 35 triệu. Tuy nhiên thì Razer cũng báo cáo thua lỗ 59,6 triệu USD vào trong năm ngoái. Với cuộc IPO thành công này thì sức mạnh Razer ngày càng khẳng định xứng đáng với vị trí số 1 trong ngành sản xuất gaming gear. Nếu có sử dụng dịch vụ Steam chắc hẳn trong ngày hôm qua hoặc là sáng nay, các bạn đã nhận được thư thông báo là từ ngày 13 tháng 11 tới đây thì hệ thống phân phối game lớn nhất thế giới này sẽ chính thức hỗ trợ các giao dịch game bằng Việt Nam đồng. Tuy nhiên thì vấn đề thứ nhất đó chính là mặc dù được chuyển sang Việt Nam đồng nhưng chúng ta vẫn chưa thể thanh toán bằng thẻ ATM hay tài khoản ngân hàng được mà vẫn phải sử dụng các dịch vụ như là Visa hoặc là PayPal. Thế nên lần thay đổi này vẫn chưa có quá nhiều khác biệt. Và thêm một điểm nữa đó chính là việc liệu Steam có trợ giá cho người dùng Việt Nam như một số nước như là chẳng hạn tại thị trường Đông Nam Á. Giá game của Malaysia luôn thấp hơn khoảng 25-30% so với giá game tính bằng tiền USD. Nếu điều đó là không xảy ra thì có lẽ việc sử dụng Việt Nam đồng này cũng không có quá nhiều ý nghĩa ngoài mục đích chỉ để hiển thị. Dù sao đi nữa thì đây vẫn là một tin vui đối với chúng ta, đó chính là vì ít nhất thì một nền tảng lớn như Steam vẫn có quan tâm đến một cộng đồng tương đối nhỏ như Việt Nam. Thông tin vừa rồi đã kết thúc đọc báo cùng Playzone TV số thứ 73. Nếu các bạn có thắc mắc hay muốn thảo luận gì, hãy comment ở ngay bên dưới. Đừng quên bấm like, share video này và bấm theo dõi. Mình là Dũng và đây là Playzone TV. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.